Cảm ơn quý vị đã đồng hành với bản tin tiêu điểm thị trường hôm nay. Thưa quý vị, sau nhiều tháng các rạp phim trên toàn quốc đóng cửa để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, khán giả yêu điện ảnh đã được trở lại rạp để thưởng thức những bộ phim yêu thích. Tuy nhiên, không như kỳ vọng của các nhà phát hành, lượng khách đến với các cụm rạp không mấy khả quan. Vậy đâu là nguyên nhân? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bản tin tiêu điểm thị trường hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Sau đây mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 năm 2022, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng mạnh tới 102,3% so với lượng nhập khẩu của tháng trước. Các thị trường chủ yếu vẫn là Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc và Mỹ. Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 2 năm 2022 đạt 9.152 chiếc, tương ứng trị giá đạt 212 triệu đô la Mỹ. Trong tháng 2, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam, chủ yếu có xuất xứ từ 4 thị trường chính, từ Thái Lan với 4.688 chiếc, từ Indonesia với 2.592 chiếc, từ Trung Quốc với hơn 1.000 chiếc và từ Mỹ với 415 chiếc. Tính chung lũy kế 2 tháng năm 2022, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 13.690 chiếc, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 12.075 chiếc, giảm 0,7%. Ô tô vận tải là 569 chiếc, giảm 87,9%. Thời gian gần đây, thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng tới nguồn cung và giá xăng dầu tại thị trường trong nước. Trên một số trang mạng của Việt Nam đã đăng tải một số thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác điều hành mặt hàng xăng dầu và bình ổn thị trường. Hiện Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh và điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Công Thương cho biết đã tích cực triển khai các biện pháp như chỉ đạo bổ sung nguồn hàng thiếu hụt cho các địa phương, cửa hàng thiếu hàng cục bộ, kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nếu vi phạm pháp luật về kinh doanh xăng dầu có hành vi găm hàng chờ tăng giá. Giá thịt heo hơi miền Bắc hôm nay tăng giảm từ 2.000 đồng 1 kg đến 3.000 đồng 1 kg, dao động trong khoảng 51.000 đồng đến 57.000 đồng 1 kg. Hai tỉnh Thái Nguyên và Hưng Yên lần lượt giao dịch với giá 51.000 đồng 1 kg và 57.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại Lào Cai, Phú Thọ và Bắc Giang đang thu mua heo hơi trong khoảng 53 đến 55.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi biến động rải rác ở nhiều nơi, mức giá trung bình đạt 53.000 đồng 1 kg. Sau nhiều tháng các rạp phim trên toàn quốc đóng cửa để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, thời điểm này khán giả yêu điện ảnh đã có thể trở lại thưởng thức các bộ phim trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khác với kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường phim sau dịch, lượng khách đến với các cụm rạp được cho là khá thấp, mặc dù các nhà phát hành đã có những chính sách nhằm kích cầu, thu hút khán giả đến rạp. Thị trường phim tại hai thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại nhưng không có tình trạng đông đúc như mọi khi. Thay vì khán giả đổ xô đến rạp bởi háo hức chờ đợi lâu ngày thì rạp chiếu lại trong tình trạng ảm đạm, vắng khách dù là mở cửa vào ngày cuối tuần. Theo ghi nhận tại các cụm rạp lớn ở Hà Nội trong hai ngày cuối tuần qua, số lượng khán giả đến thưởng thức các tác phẩm tại rạp không đến mức thất vọng nhưng chưa mấy khả quan. Hiện tại thì số lượng khách hàng của chúng tôi quay trở lại rạp chỉ chiếm từ 30 cho đến 40% so với cùng kỳ của năm 2019. Với con số này thì cũng chưa đạt được cái sự kỳ vọng như ban đầu do CV đề ra, do trong quá trình mà thích ứng và an toàn với dịch và tình hình xã hội đang dần được trở lại như bình thường rồi. Nhưng một phần nào đó sẽ e dè và còn ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng của khách hàng. Sau 2 năm họ phải chống chịu và phải chịu sự những cái sự tác động mạnh mẽ từ dịch COVID-19. Sau khi được mở cửa lại từ giữa tháng 11 năm 2021, lượng khán giả đến rạp chưa thật sự như kỳ vọng. Một số lý do có thể do dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, đặc biệt là với biến chủng Omicron mới đã với khả năng lây nhiễm cao. Các rạp Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm hẳn các đối tượng khách hàng là gia đình có con nhỏ, học sinh, sinh viên, do các đối tượng này chưa hoàn toàn tiêm chủng đầy đủ. Bên cạnh đó, khách hàng cũng ít chi tiêu hơn do tài chính bị ảnh hưởng sau một năm đóng cửa. Nhiều người trong giới cho rằng nhu cầu xem phim rạp của khán giả không giảm nhưng cần thời gian để tạo lại thói quen đến rạp.
vượt qua mọi lo ngại về dịch bệnh, đắn đo về kinh tế. Theo dự đoán của nhiều nhà phát hành, thị trường phim Việt nói chung cần thêm thời gian để phục hồi. Điều quan trọng là dịch bệnh không diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến thị trường giai đoạn này. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng là dịch bệnh Covid thì đã ảnh hưởng đến rất là nhiều các cái mặt của đời sống và thay đổi rất là nhiều những cái thói quen, trong đó có thói quen đến rạp của những khán giả yêu điện ảnh. Mối e ngại về dịch bệnh vẫn còn đó, chính vì thế mà cái sự kỳ vọng của thị trường phim Việt vẫn chưa được như mong đợi. Nhiều chuyên gia thì dự đoán rằng có thể mất từ 3 đến 6 tháng nữa thì thị trường của điện ảnh Việt Nam mới sôi động lại được như trước năm 2019. Có thể thấy rằng việc mở cửa rạp trở lại là tín hiệu tích cực đối với ngành điện ảnh. Thế nhưng làm thế nào để giữ chân khán giả từng bước khôi phục thói quen đến rạp sau thời gian dài là thách thức lớn đối với các nhà quản lý rạp chiếu thời gian này. Thưa quý vị, điện ảnh Việt Nam đã và đang tạo ra nhiều tác phẩm phong phú về thể loại, đề tài, mặt bằng chất lượng phim được nâng cao, dần đáp ứng được nhu cầu giải trí nghệ thuật ngày càng tăng của công chúng. Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam cho thấy sức bật mạnh mẽ và càng ngày càng chiếm được thị phần của khán giả trong nước. Trong những năm gần đây, phim Việt bắt đầu có những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ. Con số này không chỉ minh chứng cho lợi nhuận nhà sản xuất mà còn nói lên được chất lượng nội dung phim. Còn nhớ đầu năm 2021, sau thành công ấn tượng tại phòng vé trong nước với mốc doanh thu kỷ lục trên 400 tỷ đồng, Trấn Thành quyết tâm đưa Bố Già chinh phục các phòng vé quốc tế như Mỹ, Singapore, Malaysia và Australia. Trước khi dịch bệnh bùng phát, theo các số liệu thống kê, lượng phim Việt Nam sản xuất và phát hành có xu hướng tăng, chiếm từ 30 đến 40% tổng số phim phát hành trong cả nước, mang lại doanh thu hàng ngàn tỷ đồng cho các nhà sản xuất. Vâng, cái thị phần phim Việt trong những cái năm trở lại đây thì nó sẽ chiếm khoảng tầm từ 30 cho đến 35% thị phần của cả nước nói chung. Và tôi mong rằng trong năm 2022 này và trong những năm tiếp theo, thị phần có thể cao hơn, ví dụ từ 40 cho đến 45% hoặc là 50%, bởi vì thực tế thì bây giờ phim Việt đã đang rất là phát triển rồi. Thời gian gần đây, phim Việt hoàn toàn không lép vế đối với phim nước ngoài. Thậm chí doanh thu phim Việt có phần cao hơn so với những phim nước ngoài nhỏ lẻ. Thành công của những bộ phim như Nhà Không Bán, Chìa Khóa Trăm Tỷ, Bãi Ngọt Ngào là một minh chứng. Nếu phim Việt Nam có nội dung phù hợp với thị hiếu và được quảng bá tốt, thì việc mang lại doanh thu cao trong giai đoạn này rất dễ. Quả thật, ngành sản xuất phim của Việt Nam trong những năm qua đã được tiếp cận với công nghệ làm phim mới, tạo nên những tác phẩm điện ảnh vừa có tính nghệ thuật, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đội ngũ sáng tác trẻ, đa dạng trong cách thể hiện giúp điện ảnh Việt Nam có những màu sắc mới, nhiều phim thương mại doanh thu cao, một số phim được đánh giá tốt về tay nghề, kỹ thuật và kỹ xảo. Em thấy là phim điện ảnh Việt Nam dạo gần đây nó rất là đầu tư về hình ảnh cũng như là nội dung phim ấy. Em thấy nó hay hơn những năm trước rất là nhiều. Hôm nay em đến rạp thì em đang có dự định là xem Bóng Đè ạ. Và em thấy đây là một phim kinh dị mới của Việt Nam và nó vừa ra rạp ngày 18 tháng 3 vừa rồi, thì em thấy là mọi review trên mạng thì em thấy rất là ok, nhìn kỹ xảo cũng được và cái màu sắc âm thanh của phim em thấy rất là ổn. Thế là trong thời gian tới thì liên tiếp những cái bộ phim của Việt Nam ra rạp, em thấy các bộ phim sẽ có những rất là triển vọng, bởi vì dòng phim kinh dị của Việt Nam nó đang phát triển dần. Em thấy gần đây có rất là nhiều các bộ phim Việt Nam ra rạp. Có thể thấy chất lượng là yếu tố tiên quyết để làm lên một bộ phim hay. Việc sản xuất được ngày càng nhiều phim tốt và thu hút được công chúng là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Từ đó cân bằng được thị phần sản phẩm nội địa trên chính sân nhà của mình. Thưa quý vị, cửa là bộ phận không thể thiếu trong thiết kế của các công trình nhà ở kiến trúc. Nếu như trước đây, việc dùng cửa bằng chất liệu gỗ chiếm ưu thế, thì ngày nay, với ưu điểm nhẹ, thiết kế sang trọng, cửa nhựa đã trở thành xu thế lựa chọn hàng đầu trong các thiết kế xây dựng. Việc sử dụng cửa nhựa được làm hoàn toàn bằng vật liệu công nghiệp thay thế vật liệu gỗ tự nhiên là một giải pháp để hạn chế khai thác rừng, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá. Ghi nhận của phóng viên Tiêu Điểm Thị Trường. Năm 2021, chủ đầu tư dự án tái tạo sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội đã lựa chọn cửa nhựa để dùng cho các phòng chức năng tại sân vận động này. Một trong những lý do mà đơn vị này chọn cửa bằng chất liệu nhựa là độ bền cao, lắp đặt thuận tiện, giá thành hợp lý vừa mang tính thẩm mỹ. Quá trình thi công tôi thấy là cái dòng cửa nhựa này rất là tốt. Nó đảm bảo phù hợp với thời tiết khí hậu Việt Nam. Hệ thống lắp đặt cho đến là khóa vận hành. Đấy, và đặc biệt là nó cái dòng cửa nhựa rất là nhẹ nhàng. Nó không nặng nề như một dòng cửa truyền thống. Đối với khí hậu nhiệt đới gió mùa như ở Việt Nam,
cửa gỗ thường bị biến dạng và nở ra khi thời tiết thay đổi. Thường xuyên tiếp xúc với gió và mưa, gỗ không chỉ nở mà còn nhanh chóng bị mục nát. Cửa nhựa được làm từ nhiều chất phụ gia, có tính chất cách âm, cách nhiệt tốt, không bị oxy hóa theo thời gian, kiểu dáng thiết kế sang trọng. Với tính năng này mà nhiều tòa nhà ở Việt Nam chọn cửa nhựa trong các công trình của mình. Toàn bộ cửa thông phòng bên mình đã sử dụng cái sản phẩm cửa của Junglim và bản thân mình thì mình rất là ưng ý với cái chất lượng. Bởi vì cái cửa thông phòng là cái cửa mà chúng ta có cái tần suất đóng mở rất là nhiều. Thế thì nói về trọng lượng thì nó rất là nhẹ nhàng. Đấy. Về độ bền thì cũng rất là cao. Tôi nghĩ trong thời gian tới thì cái dòng cửa nhựa ABS này sẽ là một xu hướng phát triển mới và sẽ tăng tốc trong cái lĩnh vực về sản phẩm nội thất của Việt Nam. Dựa trên thói quen và văn hóa sử dụng của người Việt như ưu tiên độ bền, tiện lợi, linh hoạt, nhiều doanh nghiệp sản xuất nội thất đã tung ra những sản phẩm cửa nhựa với giá thành hợp lý. Bên cạnh đó, họ cũng đẩy mạnh đầu tư công nghệ nhà xưởng, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Chúng tôi đánh giá người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có những yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng sản phẩm. Hiện nay thì công ty có khoảng hơn 200 mẫu mã và màu sắc. Đặc biệt là với thời điểm hiện tại khi mà dịch bệnh hoành hành, thì các sản phẩm của công ty chúng tôi giúp chống lại vi khuẩn chống nước, chống cháy, chống vi khuẩn xâm nhập. Thưa quý vị, xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm nay, các sản phẩm cửa nhựa đã chinh phục được những khách hàng khó tính bởi tính ưu việt mà nó mang lại, ví dụ như là 100% không thấm nước, không cong vênh và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, khi lựa chọn các sản phẩm cửa nhựa thì người tiêu dùng cũng phải biết chọn mặt gửi vàng, tìm đến những thương hiệu uy tín. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi trong ngày hôm nay. Hy vọng những tin tức của chương trình sẽ giúp quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn trong chi tiêu và mua sắm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ 11 giờ 15 ngày mai. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.